Di Maria rực sáng giúp PSG chiến thắng dù phải thi đấu dưới sự dè bỉu của fan MU. Trong hiệp 1 của trận MU 0-2 PSG, ở một pha tranh chấp bên đường biên, tiền vệ Enzo Di Maria bị đội trưởng Ashley Young của MU Wick bay thẳng vào hàng rào. Ngôi sao người Argentina đau đớn, nằm quằn quại trên đường biên. Tình huống chơi xấu đáng lên án của Ashley Young có thể gây nguy hiểm đến đồng nghiệp. Đường biên của sân Old Trafford lại thấp hơn mặt cỏ khá nhiều, các bác sĩ phải vào sân chăm sóc cho Di Maria. Hành động của Ashley Young khiến các cầu thủ PSG nổi cáu và lao đến nói chuyện phải trái. Ở trận này, Di Maria còn bị CDVMU ném chai lọ. Tiền vệ người Argentina từng có thời gian ngắn thi đấu cho MU. Sau đó anh chuyển đi và để lại một số tai tiếng nên bị fan MU chửi rủa, ném đồ xuống sân. Di Maria nhặt một chai bia, chu môi giả bộ uống để chế giễu fan đội chủ nhà. Rốt cuộc, Di Maria mới được nở nụ cười, còn MU nhận thất bại cay đắng. Tiền vệ sinh năm 1988 người Argentina đã phạt góc cho Kim Pembe đệm bóng mở tỷ số. Sau đó chính Di Maria truyền đẹp cho Mbappé ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Di Maria có màn trả thù đầy ngọt ngào trước sự ngược đãi của CDV đội bóng cũ. Trong cả hai bàn thắng của PSG, Di Maria đều ăn mừng rất phấn khích. Sau tình huống đá phạt góc cho Kim Pembe mở tỷ số, Di Maria ăn mừng phấn khích rồi hướng về phía khán đài fan MU và cất tiếng chửi, hút sao sao chúng mày đi, tự động phát sau 3 cơ rần tam 0 giờ, duration 4 giờ 18 auto 360p240p144 pau tầm u 0-2 PSG 0 giờ 4 phút 18 giây Man United 0-2 PSG, quỷ đỏ phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Solskjaer.